Chào anh chị nha, chào mừng quý anh chị trở lại với bên Auto 62 ô tô Gầm Cao Hà Nội. Em là Trường, đại diện bán hàng bên Auto 62. Hôm nay sẽ lên hình cho quý anh chị một chiếc xe mà với khung giá chỉ hơn 800 triệu. Anh chị có thể sở hữu một chiếc xe SUV 7 chỗ gầm cao của nhà sản xuất Toyota. Đó là một chiếc xe Fortuner. Với chiếc này của em là bản máy dầu một cầu số tự động anh chị nhá. Năm sản xuất 2019, có ngoại thất màu đen và nội thất là màu nâu da bò. Thì với chiếc xe lăn bánh được 6 vạn km, một chiếc xe còn khá là mới anh chị nhá. Thì mời anh chị cùng em Trường đi một vòng về ngoại thất và nội thất để anh chị có thể đánh giá chiếc xe qua màn ảnh trước khi qua bên em chạy thử chiếc xe và kiểm chứng chiếc xe, kiểm chứng về chất lượng của chiếc xe anh chị nhá. Như anh chị đang quan sát trên màn ảnh thì từ phần ngoại thất của chiếc xe, những chi tiết thì còn là theo xe anh chị nhá. Từ cụm pha đèn hay là từ cản trước này, mọi cái là còn nguyên bản theo nhà sản xuất, chưa thay thế hay là làm lại đâu anh chị nhá. Chỉ sơn si tút tát qua thôi. Với chiếc xe này thì sơn zin còn rất là nhiều anh chị nhá, cũng còn là lên đến 90% sơn zin anh chị nhá. Và từ lốp thì còn dày bịch đấy ạ. La răng thì cũng còn rất mới và chưa bị trầy xước cho đến nước sơn bên ngoài, để anh chị ấy quan sát để đánh giá về chiếc xe này. Một chiếc xe mà chủ xe đi rất là dữ và cũng rất là cẩn thận về sử dụng chiếc xe anh chị nhé. Cho đến từ phần hông sâu của chiếc xe đây. Đó, mọi cái còn rất là ok mà rất là mới anh chị nhé. Từ gầm hay là lốp sơ cua thì cũng còn dày bịch luôn anh chị nhé. Gầm còn đen nhứng nhức luôn ạ. Cho đến đi vào một chút về khoang nội khoang sâu của chiếc xe, từ cốp xe hay là những chi tiết đây. Một chiếc xe Fortuner 7 chỗ mà treo ghế lên thì chúng ta sẽ được một hàng ghế, một cốp sau rất là rộng rãi anh chị nhé. Từ phần ghế sau đây, cũng chiếc xe này cũng chưa chở nhiều người, vì vậy mọi cái từ ghế da hay là trần trước còn rất là mới anh chị nhé. Đó, cam kết với anh chị là xe này chưa bị đâm va gì đâu. Mọi cái là còn nguyên bản theo nhà sản xuất anh chị nhé. Nội thất đây, anh chị hãy cùng em Trường ngắm từ cánh cửa phía sau hay là bộ ghế đằng sau đây ạ. Mọi cái này còn rất là ok anh chị nhé. Ghế da xịn nên là rất là đẹp mà rất là căng. Đó, cho đến từ cánh cửa trước hay là ghế phụ, ghế lái, vô lăng đấm số táp ly táp lô. Đó, anh chị hãy quan sát chi tiết một chút để đánh giá về chiếc xe. Chiếc xe này cũng lên được một màn hình Android và cam hành trình rồi anh chị nhé. Về thì cũng anh chị cũng chỉ đổ dầu là chạy thôi, chứ cũng không cần phải vào thêm option nhiều. Mời anh chị đi chi tiết vào khoang máy một chút để đánh giá về chiếc xe này anh chị nhé. Khoang máy của chiếc xe với km chỉ hơn 6 vạn, vì vậy còn rất là đều xe, từ ngoại thất về nước sơn cho đến nội thất hay là cho đến khoang máy đấy ạ. Mọi cái này còn vô cùng là xuất sắc anh chị nhé. Đó, cam kết với anh chị là nguyên zin đây nhé. Đó, từ tem của nhà sản xuất hay là ốc cabo là còn nguyên, chưa tháo ra một lần, và mọi cái đấy ạ. Đó, còn rất chi là mới anh chị nha, và đều xe. Quả là một chiếc xe đều từ trong ra ngoài, đều cho đến từ gầm hay là khoang máy, mọi cái còn rất là xuất sắc. Thì giá tiền của chiếc xe này thì bên em đang chào bán chỉ 868 triệu thôi anh chị nhá. Và vẫn có thể bớt một chút khi anh chị thiện chí qua trực tiếp bên em và lái thử trải nghiệm. Và cam kết với anh chị là chiếc xe này không bị đâm va và không bị ngập nước, máy móc kêu chỉ, mọi cái là nguyên bản. Giấy tờ an ninh pháp lý thì đang được bên em rút hồ sơ về tới cửa hàng. Và nếu như quý anh chị mà có nhu cầu mua qua ngân hàng thì bên em sẽ hỗ trợ trả góp được 70% tổng giá trị xe anh chị nhé.